Thưa quý vị, 16 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu Hà Nội đang có nguy cơ không có nơi sinh sống bởi quyết định đền bù cho dự án con đường dân sinh mang tên Ao Dài tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Những khúc mắc không nằm ở việc phản đối dự án này mà nằm ngay trong chính việc bất nhất trong chính sách định dạng tên đất đối với chính khu vực mà hàng trăm người dân lao động đang sinh sống tại đây. Ghi nhận của phóng viên Đường Dây Nóng. 143 m², tôi bỏ ra 1 tỷ mà bây giờ đền bù họ trả cho được có 90 mấy triệu. Ông nó ép ông ra ngoài thì mấy ông sống nào? Mấy lương mà ông bà mới rất là đơn giản thấp thôi, mà ông bà già bệnh tật. Bây giờ đây giá 50-60 triệu/m², giá của tôi mời nhà nước giá 15 triệu, thế thì giết dân à? Bây giờ nhà tôi đấy còn có 15 m² đất, ba thế hệ nhà tôi ở với nhau ở đâu? Và đền bù hỗ trợ cho nó thỏa đáng để dân có chỗ ăn chỗ ở, chứ không thì thực sự là chúng tôi ra đường thực sự ấy, chứ không thể có tiền để mà thuê nhà hay mua nhà. Là có dấu đỏ này. 3 năm nay, hàng chục hộ dân khu xóm nghèo phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm luôn sống trong lo sợ khi có quyết định thu hồi đền bù đất để xây dựng tuyến đường Ao Dài của phường. Cũng như những gia đình trong xóm nhỏ này, Tần Tiện chắt góp 15 năm nay, chị Hoàn cùng người chồng tai biến của mình mua được căn nhà cấp 4 để sinh sống. Chủ trương thu hồi đất đáng lẽ ra sẽ không có vấn đề khi chị nhận được tiền đền bù thỏa đáng, nếu không có bất nhất trong việc định nghĩa sai loại đất mà chị đang sinh sống. Đất là có đóng thuế nhà đất, quy trục chúng tôi là đất công ích. Thì chúng tôi cũng đã rất nhiều lần gửi đơn yêu cầu là phường là phải xác định rõ là nguồn gốc đất của chúng tôi. Quận thì lại đẩy lên phường, phường chúng tôi lên phường thì phường cũng không đưa ra được cái bản đồ hoặc là sổ mục kê thể hiện là đất công ích. Theo các hộ gia đình xung quanh dự án tuyến đường Ao Dài của phường Đức Thắng, trước thời điểm năm 2015, họ chưa từng nhận được bất cứ thông báo nào từ phía chính quyền địa phương mà trước đây là Ủy ban Nhân dân xã Đông Ngạc cũ về việc đang sinh sống trên đất công ích. Thậm chí thời gian qua, tất cả các gia đình đều được cấp hộ khẩu, điện, nước, có gia đình đã được cấp số nhà. Do khu đất chuyển từ thuế đất nông nghiệp không canh tác được của hợp tác xã cũ sang đóng thuế đất nhà ở, đa số các hộ gia đình cũng đã được đóng thuế đất nhà ở từ năm 2001 và tiến hành nộp tờ khai thuế đất nhà ở lên chi cục thuế huyện Từ Liêm từ năm 2003. Thậm chí nhiều hộ dân đã được cấp chỉ giấy đỏ của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho lô đất của mình. Trong quyết định 1898 thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Ao Dài của phường Đức Thắng năm 2016, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm cũng xác định cho một số hộ là đất ở đô thị. Vậy nhưng, sang năm 2019, những khu đất này lại được thay đổi thành đất công ích. Có cái dự án của con đường Ao Dài này thì nhà nước thông báo là lấy vào một phần là 6,9 m² và cũng thông báo rất rõ ràng là đất ở đô thị. Thế nhưng mà đến lúc mà họp đưa cái dự thảo xuống về vấn đề đền bù thì lại đưa cho tôi là đất công ích với cả đất phi nông nghiệp, không được đền bù. Còn thì là hiện nay là chỉ dưới đường đỏ là Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội là cấp rồi, đóng dấu đỏ rồi. Hồ sơ đầy đủ hết rồi. Mà bây giờ đang biến mình từ cái đất ở và bây giờ đang biến thành đất công ích. Đấy, đã đang biến thành đất công ích. Những lá đơn được gửi đi nhưng không có được lời giải thích thỏa đáng. Những hộ dân gần 3 năm qua cũng không được tham gia các hoạt động xã hội của phường, xã nơi đây. Phố này. Nay nó bảo nay hot đi, mai mà hot đúng không? Ông nói là nếu mà trả ông đúng thỏa đáng, 1 tỷ của ông bỏ ra, ông đi ngay tức khắc, không còn nói gì hết. Còn về phường, sau những cái vụ ấy, coi như bọn tôi là phạm pháp. Họp hành ở phường, ở tổ dân phố nó không bao giờ gọi đến. Nói cho cùng, kết luận cho cùng này, cái thời đấy là chính quyền buông lỏng về mặt xây dựng. Buông lỏng quản lý cho nên bây giờ dân bây giờ phải chịu. Khi những phân định về giá trị thực nơi an cư của mình đã đổ công sức tiền của để sở hữu, chưa ngã ngũ, những người dân lao động xóm nghèo, phường Đức Thắng vẫn nơm nớp lo sợ, không biết chuỗi ngày sau này của mình sẽ đi đâu, về đâu.